Nó bây giờ tính thế nào với thằng Alice? Lại khó chia. Dạ. Nó khó chia. Lẻ cái tờ 100 đấy mới là khó chia đấy. Như đồng 4 lít à? Quýt nha, cho nó mỗi người hơn 100.000 đi. Nhưng mà 133.000. Nhưng mà không pha được tiền nó đấm nhau, ba thằng lại đấm nhau đấy, khổ. Bây giờ chia nhau kiểu căn à? Căn à? Ăn chia không đều đấm ăn nhau. Không nhưng chả biết bây giờ có 4 lít có đấy không? Xem nào, xem nào. Không xem. Xem thôi đi về. Xem thôi đi về. Mới không rách. Xem thôi đi về. Cố nhận. Mỗi đứa một tờ cầm cho nó chắc. Rồi ok. Đấy, mỗi đứa một tờ cầm cho chắc. Đấy. Đứng chưa tí, tí không đổ tiền chia ra. Chia nhau. À, lấy những đồ gì? Bản kế hoạch này nhá. Bây giờ đi vào. Chụp mũ ạ. À không, đang là camera cũng phải hiện này. Kinh rằng nào chứ. Mình cứ đi vào như kiểu anh hùng thôi. Đúng rồi. Đó, đi vào. Nhưng mà... Xong rồi lấy đồ. Xong rồi kiếm cái đồ gì mà lại cái dùng ấy. Xong rồi treo cất lên cổng này. Xong rồi thế là Ma Đại Ca trong không lấy được xuống này. Ma Đại Ca nhá, lúc hôm qua nhá, dám treo tất đồ cái xe của cháu lên ngược. Nhưng mà bây giờ Ma Đại Ca may cháu quá là mà Ma Đại Ca là chắc chắn không nắm được ba thằng này rồi. Thấy đồ gì lấy đồ đấy. Này, tôi mới chịu nha. Ma Đại Ca đấm kêu nhá. Trốn ở nhà không chơi đâu. Ok chưa? Wow! Khôn lắm mà. Lần đầu tiên vào nhà báo cáo. Lần đầu tiên. Đấy cửa có khóa bây giờ đâu. Nhà có bao giờ. Ôi. Trèo. Nghe nhẹ nào. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ chú mới vào lấy tất cả những cái đồ gì mà có giá trị đến không có giá trị rồi tất cả đây cho rồi cháu bảo ok chưa? Ok. Và không phải lo cháu thắng tính nhau. Xem Ma Đại Ca về phản ứng như thế nào nha mọi người. Kiểu gì cũng cay lắm. Này, cay mũi luôn. Quả này treo khó. Quả đấy để ở cổng. Hey, nếu mà tút chìa khóa thì không có trộm mà chắc nhặt nhé. Làm gì Ma Ca để chìa khóa ở nhà mà tút. May. Xin một quả. Ma Ca treo. Treo chuối lên à? Cho bọn em treo mà ăn. Con treo nhiều đồ mà. Đồ nhiều con dám treo hết vào mấy thành này. Còn đồ gì nữa? Mày ơi, đây. Lại đi đâu lên. Lại bánh xe lên. Đây treo nồi nhiêu như nào. Mày bơm cho hắt lên đỉnh kìa. Không cho bên đấy, cửa lên lấy chứ, cho bên đây. Đưa vào. Đấy. Được. Đây, bây giờ trèo lên đi. Trèo lên, đưa dây kéo lên, đấy, mày bơm nhẹ mà.
luôn, đưa hẳn luôn, đưa hẳn luôn. Mua đấy không? Đúng rồi. Thôi nhé. Cho đi thả tay xuống. Bây giờ chích cái tivi. Không, cho mỗi nải chuối một bên. Cho mỗi nải chuối một bên đúng rồi. Nải chuối chứ nước này vào đây cổng. Cho mỗi bên. Nải chuối để mà ăn, lấy sức mà chạy. Mỗi mỗi đứa một bên. Ồ, chuối chính nó để liên hoan. Liên hoan thì có cái kia liên hoan rồi. Lấy đi. 4 lít đó. Đấy, bây giờ là quả này, quả sáng chín nhất luôn mọi người. Gọi sang bên chỗ đàn đi. Phải một thật khéo. Tay nhuần cho đây. Tivi này à, chói, chói vào đi, chói gà treo cổng với một gà. Châu chá. Được không? Được không? Không. An toàn chưa? Rồi, chắc rồi. Ok, nắp quần. Đó, còn mấy cái kia kìa. Được không? Cái đồ này. Đồ này vứt lại đây. Khớt này. Không, để chứa đi, cài dưới. Cài dưới. Ra hết, để về. Cầm chuối. Để chuối đây cho mọi người ăn. Để mua. Chuối ngon. Đây. Buộc chắc vào, không cho mày cả vào nhé. Còn đây này. Vừa kiếm được quả này, siêu khổng lồ mọi người ạ. Treo nó lên, nó mới chết anh em ơi. Đi đâu mà ở nhà, chả ai trong nhà là thế nào? Chắc là... Thế? Không đi.
Chính có bọn thằng Hoa Bệ nó lên nó làm rồi. Nó làm nó lên nó lại kiểu kiểu nó kêu ông, nhưng mà tao gọi đây hôm trước lại không cho nó uống bia, bán lợn không cho nó uống bia, nó kêu lên rồi. Cho cái tủ xuống cho được không? Cho nó được cái tủ thì uống nặng lắm. Cho nó được ghế. Được. Đấy, làm cho nó con lên xuống gọi nó. Gọi lên chí con nó thôi, không ngoài. Treo hết cả nồi cả xong cả xe. Cả chậu của chiếc em lên. Ooh, good idea.